Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 35 đến chương 10, câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, chữa hết các bệnh hoạn, tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ khởi đầu, giáo hội được chính Đức Giêsu trao cho nhiệm vụ loan báo tin mừng. Vì đó là sứ mệnh mà Đức Giêsu lãnh nhận từ nơi Chúa Cha. Và cả cuộc đời công khai của mình, chính Chúa Giêsu vẫn luôn thao thức cho tin mừng và tình thương cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải đến với muôn dân. Hôm nay, qua trang tin mừng của Thánh Matthew, với lòng trắc ẩn và trái tim xót thương, Chúa Giêsu trực tiếp chỉ thị cho các môn đệ của mình: cũng hãy ra đi công bố hồng ân sự sống và tình thương của Chúa đối với muôn dân. Trong lời chỉ thị đó, Chúa mời gọi các tông đồ hãy bày tỏ lòng yêu thương Chúa qua việc ban cho các ngài khả năng trừ ma quỷ, chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền, đem lại bình an và sức mạnh cả tinh thần lẫn thể xác cho những ai cần được thương xót. Hôm nay, giáo hội cũng long trọng mừng lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng hình ảnh của Ngài qua dòng tiểu sử. Thánh Gioan Maria Vianney sinh vào ngày 8 tháng 5 năm 1786 tại Dardilly, nước Pháp. Đức cha Simon truyền chức linh mục cho Ngài tại Grenoble vào ngày 13 tháng 8 năm 1815. Vào ngày 13 tháng 2 năm 1818, Ngài được sai đến xứ Ảng. Nhưng đến năm 1821 mới được chính thức bổ nhiệm là chánh xứ này. Ngài qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 1858. Và vào ngày 8 tháng 1 năm 1905, Ngài được Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 tôn phong lên bậc chân phước. Ngày 31 tháng 5 năm 1925, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 phong Ngài lên bậc hiển thánh, và vào năm 1929. Cũng chính Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã đặt Ngài làm bổn mạng các cha xứ trên toàn thế giới. Có thể nói, cả cuộc đời của thánh nhân là một bằng chứng sống động cho thấy sự quan phòng kỳ diệu nơi Thiên Chúa, một vị thánh tràn ngập lòng yêu mến Thiên Chúa và với các linh hồn một cách nồng nàn. Một mẫu gương không chỉ cho vài người cùng thời với Ngài, nhưng đã được tôn vinh để làm mẫu gương cho tất cả các linh mục trên toàn thế giới. Cả cuộc đời của thánh nhân là một bài học lớn lao về sự thánh thiện, về sự cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, giảng dạy và yêu thương các linh hồn qua việc giải tội và đưa những linh hồn tội lỗi về với Chúa. Lạy Thánh Gioan Maria Vianney, xin chiếu tỏa gương sáng của Ngài trên chúng con, và xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con luôn được yêu mến Chúa và các linh hồn. Amen.